Em lại xin phép chào toàn thể các bác, các cô, các chú, các anh chị yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay em lại lên video để giới thiệu cho các bác là những giò lan của dân người ta thuần. Thì là mới ngày qua thì là vào cái vụ thu hoạch ngô của các người dân tộc, người ta bắt đầu vào vụ thu thì nó hàng đợt này khéo nó hơi hiếm. Thì là vì dân người ta cũng không ở nhà. Thì hôm nay em lại bắt đầu hôm qua và hôm nay em lại đi vào trong bản lại kiếm cho các bác những giò lan để cho các bác được sưu tầm những giò lan đẹp và để nhanh tay chốt cho em những con số được ưng ý. Hôm nay giò lan còn nhiều, con giò lan rất là đẹp luôn. Đấy. Đầu tiên em xin được giới thiệu là đùi gà dẹp nhá. Đùi gà dẹp. Cái này của nó thì nó ăn nắng rất là nhiều. Thấy ạ. À, cái này của nó là ăn nắng rất là nhiều. Nhìn cái thân cây của nó đấy ạ. Đấy. Cái này thì nó rất là khỏe rồi, ăn nắng nhiều. Đấy. Cái này là hình số 33 là 550k đùi gà dẹp. Hình số 33 550k nha các bác nhá. Đấy, thân của nó đây. Thân thì rất là to mập, khỏe. Đấy. Cái này của nó ăn nắng rất là nhiều các bác nha. Nhìn cái màu của nó là biết ạ. Hình 33 là đùi gà dẹp 550k. 550k. Cái này mà để trên một cái u gỗ thì nhìn đẹp cực luôn. Đấy, nó xòe rất là đẹp. Đấy, hình 33 là 550k nha các bác nha. Đùi gà dẹp. Rồi tiếp theo, môi tua. Cái này của nó là ăn nắng nha. Cái này của nó là toàn bộ dân người ta để dưới cái dạng su su ấy, nó ăn nắng rất là nhiều. Đấy, nó này ăn nắng rất là già rồi. Đấy, cái này của nó thì rất là thuần mà. Đấy, trên một cái giá gỗ rất là đẹp. Các bác nhìn ạ. Hình 32 môi tua 350k. Hình 32 môi tua 350k nhá. Rồi tiếp theo đó là kiều vàng. Đây ạ. Đấy, kiều vàng. Cái này là hình 28 là 250k. Hình 28 250k nha các bác nha. Đấy, nhìn cái giá thể dân này. Thể dân người ta thuần này, mọc rêu xanh rồi đấy. Đấy. Hình 28. Hình 28 là 250k. Rồi tiếp theo vẫn là kiều vàng nha các bác nha. Kiều vàng. Đấy. Thân lá to rất là khỏe. Hình 29 250k. Hình 29 250k nha các bác nha. À, nhìn cái lá nó rất là khỏe luôn. Dân người ta thuần này. À, dễ của nó ra đấy. À, các bác nhanh tay chốt số có những giò lan đẹp sở hữu ưng ý. Em cứ lại vào bản cứ sưu tầm cho các bác. Cái này là đùi gà dẹp, hình 25 350k. 350k đùi gà dẹp. À, hình 25 đùi gà dẹp nha. Hình 25 các bác này. À, hình 25 là 350k. Các bác xem video nhớ chia sẻ cho em những lúc video comment cho em để video nhà em được phát triển rộng rãi nha. Rồi tiếp theo vẫn là đùi gà dẹp nha. Vẫn là đùi gà dẹp. À, hình 27 380k. Hình 27 380k nha các bác nha. Rất đẹp. Rồi tiếp theo là Vanda. Cái này của nó cũng là ăn nắng rất là nhiều nhá. Cái này ăn nắng cực già rồi. Nó, nhìn cái màu của nó là các bác biết đấy ạ. À, cái dây này là giống này nó ăn nắng rất là nhiều. Người dân người ta để ngoài rời đấy ạ. Hình 30 Vanda 250k. Hình 30 Vanda 250k dân thuần. Đấy. Rồi tiếp theo là phi điệp vàng. À, các bác nhìn này, nụ của nó đây nha, nụ này chuẩn bị cho ra hoa rồi nha các bác nha. Thân cây thì rất là khỏe. À, những cái dưới này cũng đang sưng mắt nụ trắng rồi ạ. À, những cái dưới này sưng mắt nụ trắng. Hình số 10 280k. Hình số 10
280k nhé các bác nhé. À, hình số 10 là 280k. Quay ra rõ ràng các bác từ nhìn trên xuống dưới. Các bác cứ nhanh tay chốt số để có những giò lan đẹp nhá. Rồi tiếp theo vẫn là phi điệp vàng. À, cái nụ của nó thì sưng to rồi này. À, nụ sưng to rồi nha các bác nhá. Nhìn mặt nụ sưng to hết rồi. À, các bác xem video nhớ chia sẻ cho video nhà em được là mọi người biết đến là video là lan rừng Sapa nhá. À, hình số 5 280k. Hình số 5 280k nhé các bác nhé. Đấy, các bác cứ chốt hình nào thì em sẽ gửi đúng hình đấy, chứ không không làm sai, không làm gian dối. Đấy, các bác cứ nhìn kỹ trên video, em sẽ gửi đúng hình, đúng cây, chứ không phải bảo là các bác lại cứ bảo là chốt đúng hình đúng cây mà sao không gửi về cho đúng hình đúng cây. Cái này là hàng chúng em là bán hàng thật chứ không phải là bán hàng giả dối. Hình 12 180k thanh đạm sữa. Đấy, cây của nó như thế nào chúng em gửi về như thế, chốt đúng hình đúng cây. Đấy, các bác kể bảo là cái hàng lan tươi này mà bây giờ mà về gửi về cho các bác ấy mà không đúng hình đúng cây, chúng em quay hàng về ấy, thì nó sẽ là hư tổn đến cây cối. Nên là chúng em là các bác cứ nhìn kỹ, chốt cho em cứ đúng hình đúng cây, em sẽ gửi đúng, không bao giờ bán gian dối nha các bác nha. Nhà em đây làm thật chứ không phải là làm gian dối gì đâu ạ. Hình 12 180k. Đấy, thanh đạm sữa. Các bác xem video thì nhớ chia sẻ cho nhà em để mọi người biết đến nhiều. Rồi tiếp theo vẫn là thanh đạm sữa nha. Tiếp theo vẫn là thanh đạm sữa. Hình 23 150k. Đấy, các bác cứ xem đúng hình đúng cây nhá. Em bán hàng là không bao giờ bán gian dối gì cả. Rồi tiếp theo một thanh đạm sữa, một giò to, về to nhé các bác nhé, một giò to luôn. Đấy, hình 26 400k. Hình 26 400k. Đấy, các bác nhìn đấy, giá thể của nó như thế nào đây này, như thế luôn. Đấy, hình 26 là 400k thanh đạm sữa. Các bác cứ xem kỹ cho em video, cây cối là chúng em là gửi về đúng hình luôn. Cái nào bảo cây nó yếu hay là như thế nào là chúng em bảo luôn. Đó, cái này của nó là con môi tua, cây này là cũng ăn nắng rất là nhiều, cây này của nó ăn nắng rất là nhiều nha. Đó, này ăn nắng rất là nhiều. Hình số 16 250k môi tua. Đó, hình số 16 250k môi tua. Đấy, rồi tiếp theo vẫn là môi tua nhá, môi tua. À, các bác cứ xem video thì nhớ chia sẻ cho em và nhìn kỹ những giò lan chúng em bán hàng là bán hàng thật chứ không bán hàng giả dối. Đấy, cái hàng cây cối này mà bây giờ gửi về cho các bác bảo là nó không đúng hình đúng cây thì bây giờ quay lại thì chúng em cũng vất, mà phải bán hàng là bán hàng, các bác nhìn được số cây bao nhiêu thì chúng em sẽ chốt hình cho các bác đúng cây đấy. Hình 21 môi tua 150k. Đấy, 150k. Hình 21 môi tua 150k. Rồi tiếp theo vẫn là phi điệp vàng. Các bác nhìn cái dề này của nó, ba ngọn của nó rất là khỏe nha, nhìn to cực khủng luôn này. Đấy, đẹp không ạ? Quá đẹp. Các bác nhìn cái nơi dàn này phê, không chê đâu được nữa. Nhìn cái rễ cây, cây nào cái đấy là rất là khỏe. Mà cái này của nó là cũng ăn nắng cũng vừa phải nha. Cái này của nó ăn nắng thôi ạ. Rất là thân cây khỏe, ăn nắng. Đã ăn nắng. Hình số 1 380k. Hình số 1 phi điệp vàng 380k. Cái rễ này đẹp quá. Các bác nhanh tay chốt số này. Cái dề này không có dề thứ hai thật đấy. Nhìn
phê luôn, ngọn to nhá. Cành số 1 là 380k. Rồi tiếp theo vẫn là phi địa vàng. Cái này của nó cũng là ăn nắng nhiều nha các bác nhá. Ăn nắng nhiều cực luôn rồi. Đấy, mà họ chỉ trồng ở dưới giàn su su đấy. Nhìn ở dưới sàn su 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 thì đấy, thân cây ngọn ra mắt sưng nụ to nhá, mắt nụ đã sưng to. Đấy ạ, nhìn cho các bác nhìn cho nó. Đấy, mắt nụ sưng to luôn. Cây đây. Cây rất là cao mà khỏe ạ. Cho các bác nhìn nhá. Rất là khỏe luôn. Hình số 2 phi điệp vàng 480k. Hình số 2 phi điệp vàng 480k. Cái hàng cây tươi này là chúng em bán là bán hàng thật chứ không bán gian dối. Các bác chốt hình gửi cho các bác đúng hình đúng số, không bao giờ gửi sai. Rồi tiếp theo nó là hai rau xanh. Cái này của nó là có ba mặt nụ nhá. Cái này của nó có ba mặt nụ rồi. Đấy. Lá cây thì rất là khỏe nha các bác nhé. Nhìn thân cây rất là khỏe. Hình 20 250k. Hình 20 250k. Quá đẹp, giò này cực đẹp luôn. Các bác nhanh tay chốt số được những giò lan không chê đâu nữa. Đẹp cực luôn. Em. Rồi tiếp theo vẫn là hai giò xanh. Hai mặt nụ nha. Cái này của nó có hai mặt nụ. Hai mặt nụ nhá. Thân cây thì khỏe, không chê vào đâu nữa. Đấy, các bác nhìn cái lá của nó, cái cây của nó đấy. Hình 19 220k. Hình 19 220k nhá. Rồi tiếp theo, Henry. Đấy, hoa của nó thì đã cho rồi, bây giờ còn một ít nụ nữa thôi. Đấy, hoa của nó thì đã cho rồi. Các bác này sang đặt mình là khao hồ ngắm. Phần cây khỏe to. Đấy, khỏe cho các bác nhìn cho nó kỹ. Cái này này cho không bỏ cái này đi ạ. Sao không bỏ đi, nhìn lên đấy mà không bỏ đi ạ. Hình số 11. Hình số 11 là 250k. Hình số 11 250k. Đấy, quay cho các bác nhìn. Rồi tiếp theo thanh đạm sữa. Nụ rất là nhiều nha các bác nhá. Nụ rất nhiều. Nụ có nụ là bảo có nụ, không có nụ bảo không có nụ. Đấy, các bác cứ yên tâm bán hàng thật chứ không bao giờ bán hàng giả dối. Hình 14 thanh đạm sữa 180k. Đấy, nhà cả kênh video là kênh nhà Lê Tiến Cường ở nhà em thì bán hàng rất là lâu rồi nên là các bác cứ yên tâm. Nhà em là có hai cơ sở, một cơ sở trong Lai Châu và một cơ sở Sapa. Thanh đạm sữa nha. Hình 14 là 180k. Hình 14 là 180k. Rồi tiếp theo vẫn là phi điệp vàng. Cái này của nó là ăn nắng rất là nhiều nha các bác nhé. Cái này ăn nắng rất là nhiều. Đấy, mà nó khỏe. Các bác nhìn ạ, nó đanh cây. Nhìn cái cây của nó đanh cây luôn. Đấy. Mắt nụ thì sưng to rồi. Đấy. Mắt nụ sưng to, cực to luôn các bác nhé. Nhanh tay chốt số cái giò này đẹp nha. Giò này rất là đẹp. Cái này giấy của nó đâu coi. Hình số 7, 280k. Hình số 7, 280k. Quá rẻ. Đẹp cực luôn. Nhìn cho các bác nhìn. Đấy, cái này của nó dày nó rất là đẹp. Thân cây thì ăn nắng rất là khỏe, cứng cáp. Cứng đanh luôn. Đấy. Hình số 7 280k. Đập bay điện thoại này. Rồi, tiếp theo vẫn là phi điệp vàng. Đấy, thân cây ngọn to khỏe nha các bác nhá. Giò của nó chân thân thì như là chân voi. Nói thế cho các bác nhìn cho nó nói thật là to thật. Công nhận là cái giống này to, thân cây mập khỏe, dã man. Đấy, phi điệp vàng. Hình số 4, 350k. Hình số 4, 350k. Thân cây không chê đâu, mập to khỏe.
và phân tấp bằng phần trầu hết nha, không dùng thuốc thang. Đấy, không bao giờ dùng thuốc, dễ này, dân thuần. Đấy, các bác về chỉ có sẵn chơi, không phải làm, không phải dùng những phần bón gì nữa cả. Đấy, tiếp theo là đùi gà dẹp. Đùi gà dẹp hình 15 350k, hình 15 350k. Các bác nhanh tay chốt số được, những cái giò này cũng đẹp, rất là xinh. Cái này mình để trên được cái bàn, cái ụ đá rất là đẹp, nhìn nó ngon, rất là xinh luôn. Hình 15 350k, nhanh tay chốt số. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo vẫn là đùi gà dẹp nha. Đùi gà dẹp. Đấy, các bác nhìn nào. Đấy, hình 17 350k, hình 17 350k, nhanh tay chốt số được những hình giò lan rất đẹp luôn, ưng ý các bác. Quá, hôm nay em đi kia vào trong bản kiếm cho các bác những giò lan em mua được ít này thì các bác không phải chê được nó nữa. Rồi tiếp theo phi điệp vàng. Đấy ạ, phi điệp vàng. Đấy nha, thân cây ngọn to khỏe luôn nha các bác nha. Các bác xem video nhớ chia sẻ cho nhà em cái video lan rừng Sapa để mọi người biết đến nhiều. Cứ comment cho em càng nhiều để mọi người càng biết đến nhiều hơn. Hình số 9 250k. Cứ các bác ở cái fan ruột của video nhà em, các bác cứ chốt hình đẹp, nhanh tay, rồi chia sẻ cho em càng rộng rãi càng tốt ạ, để mọi người biết đến nhiều. Cứ Facebook, Zalo, các bác chia sẻ trên đấy. Rồi tiếp theo đó, phi điệp vàng. Cái này của nó là cũng ăn nắng rồi nhá, ăn nắng rồi, rất là già, thân cây thì đanh rồi. Các bác nhìn mắt nụ sừng to. Đấy, mắt nụ sừng to, rễ thì rất là khỏe. Đấy, hình số 6 280k, hình số 6 280k. Các bác nhanh tay chốt số, không còn những cái hình nào nó đẹp những cái giò lan như đợt này nữa. Vào cái vườn nhà này công nhận là người ta dân, người ta trồng đẹp thật. Rồi tiếp theo vẫn là phi điệp vàng, vẫn là phi điệp vàng nha các bác nha. Cái này của nó cũng là ăn nắng rất là khỏe rồi, ngọn nào to bằng ngọn đấy luôn. Đấy, ăn nắng khỏe. Hình số 8 280k, hình số 8 280k. À, các bạn nhìn nha. À, các bạn nhìn quá đẹp. Hình số 8 280k. Rồi tiếp theo, tiếp theo vẫn là đùi gà dẹp. Đùi gà dẹp nha. Hình 18 350k, hình 18 350k. Cái giống này thì của nó rất là hiếm, dân người ta trồng cái này nó rất là khó trồng, nó ít là giống ạ. Đấy, nên là cái giống này cũng em mua cũng đắt, nên là kênh cho các bác mỗi giò chỉ được 20-30 nghìn. Đấy, còn lấy công sức ra để là làm, để lấy công sức ra để lấy công làm lãi. Hình số 18 350k, hình số 18 350k nhé các bác nha. Các bác nhanh tay chốt số, còn những giò lan rất đẹp luôn. Đấy, rồi tiếp theo vẫn là đùi gà dẹp nhá. Đùi gà dẹp đấy ạ, ngọn to khỏe nhá, ngọn nào bằng nhau hết luôn, bằng nhau hết. À, các bác nhanh tay chốt số, bằng nhau hết. À, quay cho các bác nhìn đẹp không ạ, quá đẹp. À, quá đẹp luôn. À, quay kỹ cho các bác nhìn. Hình 36 400k, hình 36 là 400k. Đấy, quay cho các bác nhìn, nhìn cho kỹ. Đấy, các bác cứ yên tâm, bác nào chốt hình nào chúng em gửi về đúng hình đấy, các bác cứ yên tâm nhá, không bao giờ bán gian dối gì cả đâu. Đấy, các bác nhìn kỹ, hình 36 là 400k. Đấy, cái hàng cây xanh này chúng em bán hàng là gửi về nhanh, muốn gửi nhanh cho các bác để các bác được sở hữu luôn, chứ không phải để các bác phải lâu. Rồi tiếp theo phi điệp vàng này, mặt nụ sừng to nhá,
những cái này là cổ nó là mắt nụ đây là sưng to rồi. Và cái thân này thì ta đang lên hạt gạo. À, mới thân này là đang lên hạt gạo trắng mắt rồi. Hơi trắng mắt. Đấy, được hình số 3 250k. Hình số 3 250k. Các bác nhanh tay chốt số nha. Hình số 3 là 250k. Quá rẻ. Rồi, tiếp theo kiều vàng. À, kiều vàng là nó đây. À, hình 31 250k. Hình 31 250k. Các bác cứ xem video comment cho em. Những bác ở trong miền Nam thì cứ xem này làm fan ruột của em, còn lúc nào hết dịch em lại chọn cho các bác miền Nam những giò lan đẹp khủng luôn. Đấy, cho các bác trong miền Nam để bù lại những cái lúc mà mình chưa mua được. Đấy, hình 31 chiều vàng 250k. Rồi, hình 31 chiều vàng 250k. Rồi, tiếp theo vẫn là đùi gà dẹp nha các bác nha. Đùi gà dẹp hình 34 300k. Hình 34 300k. Giống này của nó hoa ra màu tím, không chê được đâu rồi. À, rất đẹp luôn. Hình 34 là 300k. Rồi, tiếp theo đùi gà dẹp nha. Vẫn là đùi gà dẹp. À, hình 35 300k. Hình 35 300k nha các bác nha. À, các bác xem video nhớ chia sẻ cho nhà em video được và mọi người biết đến là Lan Rừng Sapa vào kênh của Lê Tiến Cường. À, cơ sở 1 là ở trong Lai Châu, cơ sở 2 là ở ngoài Sapa nha các bác nha. Hai cơ sở có video của nhà em là Lan Rừng Sapa, số điện thoại là 0386 789 334. À, còn cơ sở trong Lai Châu thì cũng có đít số là 382. Đít số cuối 382. Đấy. Các bác nhớ nhanh tay chụp hình này. Phần cây rất là khỏe luôn nha. Hình 35 đùi gà dẹp 300k. Rồi, tiếp theo Vanda nha các bác nha. Vanda nguyên bản. Nguyên bản luôn. Đây. Dân người ta vừa chặt ở trong cây nhãn nha. Vừa chặt ở cây nhãn xuống. Đấy. Em nhìn thấy cái giò này em bảo mày tang luôn đi. Đấy. Thế là họ chặt luôn. Đấy. Cây trên cây thân cây nhãn. Đấy nha. Đấy ạ. Tươi luôn. Tươi luôn nha. Chứ không phải là đấy đâu. Đấy. Vanda. Cái này của nó là hình 37. Hình 37 là 350k. Hình 37 Vanda 350k. Các bác nhanh tay dò nguyên bản luôn nhá. Hình 37 là 350k Vanda. Em đánh số vào. Rồi. Tiếp theo là trà, em giới thiệu hôm nay là có giới thiệu là có cái trà thảo mộc đẹp da. Đấy. Đấy, cái này là dành cho các phái nữ đẹp trong nhà, trong gia đình ạ. Đấy, dùng cho công dụng của nó là sản phẩm có chứa nhiều chất chống oxy hóa này, trẻ hóa làn da, hương vị thì dịu nhẹ, mát gan, ngủ tốt, tốt cho hệ tuần hoàn và sáng mắt. Cái này là cứ pha uống thay trà. Các bác cứ pha uống thay trà hàng ngày. Đấy. Cái này của nó là 100.000 một túi này. 100.000 một túi này đúng không? 100.000 một túi này nhá. Đấy, trà thảo mộc đẹp da. Rồi, tiếp theo là trà sơn mật hồng sâm. Trà sơn mật hồng sâm nha các bác nha. Đây ạ. Trà sơn mật hồng sâm. Cái này cũng pha uống thay trà luôn. Đấy, pha nước uống thay trà. Cái này là công dụng là bổ thận, mát gan, lợi mật, chữa mất ngủ, nội tiết kém, tiểu đường, giải độc cơ thể, giúp tiêu hóa tốt, nội tiết kém này, tiêu mỡ, bệnh tim mạch. Đấy. Đấy là công dụng của nó đấy ạ. Còn cách dùng thì là hãm nước uống thay trà hàng ngày. Cái này là hãm nước uống thay trà hàng ngày nha các bác nha. Đấy. Nên là trà sơn mật hồng sâm. Cái này của nó là 50.000. 50.000 một túi này ạ. Đấy. 50.000 một túi này nha. Cái này là
Rồi tiếp theo, nụ siêu bao tử tam thất. Cái này là nụ siêu bao tử tam thất. Cái này là bổ máu, sáng mắt, bổ gan, chữa đau đầu, mất ngủ, tăng cường sức đề kháng và điều hòa huyết áp. Đấy là công dụng của nó đấy ạ. Công dụng của nó đấy. Còn cách dùng thì là pha nước uống hàng ngày nhá. Cái này là pha nước uống hàng ngày. Đấy ạ. Pha nước uống hàng ngày. Đấy. Cái này là nụ siêu bao tử tam thất đấy ạ. Cái này của nó là 800.000 một kg. 800.000 một kg nhé các bác nhé. Rồi tiếp theo là nụ non. Cái này là nụ non siêu bao tử tam thất nữa. Cái loại này là của nó là non hơn cái loại trước. Đấy, cái này là nụ non hơn ạ. Nụ non hơn nhé. Cái này của nó là có giá là 900.000. 900.000 một kg. 900.000 một kg. Còn công dụng của nó thì là vẫn như trước luôn. Đấy, cái này thì nó lại non hơn, ngon hơn nhá. Cái loại này thì nó ngon hơn. Đấy, non hơn và nó ngon hơn. Đấy, nụ non bao tử tam thất. Cái này là cũng pha nước uống hàng ngày. Cái này các bác mua về thì sao qua thì sẽ để được lâu. Cứ sao qua đi sẽ để được lâu ạ. Đấy, cứ pha uống. Mỗi lần uống thì cho độ khoảng ít thôi, nhúng nhúng vài cánh thôi. Chứ pha nhiều thì sợ nó đắng thì các bác lại uống lại khó uống. Đấy, nụ non bao tử giờ. Nụ non, nụ siêu bao tử tam thất. Cái này là 900.000 một kg. Đấy, các bác xem rồi là chia sẻ cho video nhà em được mọi người biết đến nhiều. Rồi củ tam thất. Đấy, củ tam thất nha. Công dụng của nó là bổ máu, làm đẹp da, tiêu viêm, trừ u, tốt cho người ốm yếu, phụ nữ sau khi sinh. Đấy, phụ nữ sau khi sinh. Đấy. Cái này của nó có giá là 1 triệu 100 1 kg. 1 triệu 100 1 kg. 1 triệu mốt đấy ạ. Đấy, củ nó đây ạ. Rất là to. Đấy. Cái này của nó là rất là tốt đấy ạ. Tốt cho cơ thể. Rồi vừa rồi em giới thiệu cho các bác về các giò lan và các đồ khô. Thì các bác nhớ nhanh tay chốt số được những hình lan đẹp này. Rồi là các bác có mua những đồ khô thì chúng em sẽ gửi đóng gói về cùng cái đơn hàng cho các bác luôn. Đấy. Thì là sau này em xin được dừng video ở đây để xin được chúc sức khỏe toàn thể các bác có một sức khỏe dồi dào và để chống Covid. Đấy, bây giờ là con Covid nó đang rất là biến thể lại biến thể khác. Đấy, thì là các bác lại có sức khỏe tốt để chống Covid và để sau đó là làm việc trong nhà nước thì là sẽ hoàn thành được công việc của trong ngày. Rồi em xin được tạm dừng đây, xin được chúc sức khỏe toàn thể các bác.